Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh cho mình để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành được biết đến Khang Audio Bình Dương, được tiếp cận đến những cái sản phẩm ngon, bổ, rẻ. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay là mua sắm âm ly, loa, đài, chất lượng tốt, xin quý vị vui lòng liên hệ 0368888479, giao hàng toàn quốc. Hình thức giao dịch, quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng, khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản, quý vị và các bạn nhận hàng, trả nốt tiền, nhưng mà nhớ là phải vỗ tay. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công tốt đẹp. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán hay là được quyền trả, mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Thì như thường lệ đúng không ạ? Như thường lệ lại mời quý vị và các bạn đi trà Thái Nguyên. Đấy. Cho nó thắm tình quân dân. Rồi. Kính thưa quý vị và các bạn. Đấy. Thì trưa mình trong buổi sáng ngày nay ấy, mình giới thiệu tới quý vị và các bạn cái sản phẩm Boston Audio có model là Pro 909 âm ly còn nguyên zin, sử dụng 8 con xò than. Đấy. Thì bây giờ mình xin test để cái vấn đề hoạt động của em nó nhá. Đấy. Về cái vấn đề coi như là nhạc cũng như hai cái mạch mic để mình hát karaoke. Đấy. Quý vị và các bạn lưu ý giúp Khang một điều là cái mạch mic này nhá, cái mạch mic của cái âm ly này ấy, là cái volume mic này mình chỉ cần để hướng 9 giờ nhá. Đấy. Hướng 9 giờ thôi là cái mic này này. Đấy. Sẽ phải cách cái mồm mình 20 cm. Tức là gì? Nôm na ngắn gọn lại là con âm ly này hát karaoke không phải ngửi mic. Trên thực tế trong quá trình sửa chữa va chạm thực tế, đấy, những con âm ly hát karaoke mình thấy có rất nhiều con âm ly hát là phải ngửi mic. Đấy, tức là phải để cái đầu mic này này sát vào mồm mình ấy, nó mới bắt được, nó mới bắt to được, nhạy được. Đấy, thì mình gọi là ngửi mic, nhưng con này không phải nhá. Đấy, thì giới thiệu lại tới quý vị và các bạn một chút nữa cho những ai mà chưa xem thì sẽ được nắm rõ hơn. Đây là trái tim của âm ly, kính thưa quý vị và các bạn, một biến áp nguồn nhá. Hay là anh em khu vực phía Nam thì mình vẫn nói rồi, anh em khu vực phía Nam này thì lại gọi là tăng phô, gọi thế nào cũng được nhá. Đấy, văn hóa vùng miền mỗi người gọi một kiểu, miễn làm sao mà cứ ưng cái bụng thì nhấc máy lên alo cho Khang, cho địa chỉ là Khang gửi cho thôi nhá. Đấy, chứ không quan trọng lắm về cái vấn đề gọi cái loại cái chai. Đây là mạch nguồn, hai tụ lọc nguồn nhá. To, anh em vào trong này gọi to chả bá lửa. Đấy. Thì có cái vấn đề là cái đời này nó sản xuất như ở đằng sau này, nên là nó ghi năm 2003, cái đời này nó hơi sâu, thế nên là nó không thiết kế cái con giờ lè. Đây này, bản thân cái bo nguồn này nó không thiết kế giờ lè bảo vệ. Thế nên là Khang đành phải cấy cho nó một con giờ lè đây, bảo vệ loa. Đấy, để bảo vệ loa cho quý vị và các bạn. Đấy. Đánh âm ly bốc khói khét lẹt, nhưng mà loa không được cái gì cả nhá. Đấy. Đây. Mỗi bên 4 con xò than bên này nữa, còn nguyên zin nhá. Đấy, còn nguyên zin, tất cả bo mạch còn nguyên zin, ngoại trừ thay những con chiết áp này mới để cho vặn nó khỏi lẹt xẹt nhá. Đấy, tổng quan là còn nguyên zin. Thế bây giờ đi vào cái vấn đề test nhá. Thì bốn con xò than này thì kính thưa quý vị và các bạn, âm ly này thì nó nặng trên 10 kg, hay còn gọi là trên một yến. Đấy. Thì nói chung ấy là loa ba tấc là nó có thể hầu được nhá. Đấy, thế nhưng mà ở cái mức độ mà gọi là chơi như kiểu song hỷ lâm môn, chơi từ sáng cho đến trưa, chơi từ trưa cho đến chiều, thậm chí lại còn chơi cả về đêm nữa, thì người cũng vậy đúng không, chưa nói chuyện cái máy, người anh chỉ được mấy hôm rồi lại tê tay mỏi gối đau lưng đúng không ạ. Đấy, thế nên không nhất thiết mà phải chơi cái mức độ nó ghê gớm như vậy nhá. Đấy, thế còn chơi thì tất nhiên là mình hỗ trợ dập khói toàn quốc, mình chia sẻ rồi. Đấy. Cứ miễn làm sao mà gọi là mình thích thì mình chơi thôi, mình chơi là phải thích, thích thì chơi
chứ không 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 nên là ngần ngại với cái chuyện là ngại là sợ nó khói lên, không gì sao phải sợ cả nhá, có kham rồi không sao phải sợ, cứ chơi thoải con gà mãi đi đấy. Đánh loa ba tức thoải mái nhá, đấy, thế cho nó nhanh. Alo 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 này alo đấy này alo 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 1 2 3 4 alo thấy không, thế cái mảnh mic này alo alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo alo 0987654321 alo. Đây là một mảnh nhá, là mạch nữa, mạch nào cũng như mạch nào cũng nhạy, thế như này, cứ như kiểu Thúy Kiều với Thúy Vân, không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy là cứ nuốt nước bọt ở ngực. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo, alo, đây này, alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo. Thế là biết rồi đúng không ạ? Thế còn echo đấy không zip nhá, mà mình để lên núi này 12 giờ này đấy, chứ còn zip mình về để về đây tí nữa thì có bảo nó zip nó cũng chả zip nhá. Đấy nó còn ăn nhau vào cái thuộc gọi là kỹ thuật chỉnh. Đấy. Bây giờ ấy, âm ly karaoke thì Khang chia sẻ rồi đúng không ạ? Đây. Tốt nhất ấy là mình nên vặn về nhá, nếu mà mình không nghe thì vặn nó về này. Đấy, để khi làm gì thì mình đút cái lỗ vào đây, đút cái mic vào đây thì nó không bụp ra loa phát đúng không ạ? Đấy. Còn cái volume này mình vặn về làm gì, để tránh cái trường hợp mà cái boa echo này tự nó dao động, tự nó dao động nó gây dần nhiễu đúng không ạ? Thì mình vặn về này, tức là vô hiệu hóa cái đám này, không sao mà phải lo cái vấn đề nhiễu chúng nó gây ra nữa. Bây giờ music men đang mạng không chạy à, bạn ấy quảng cáo, có khi mà bạn ấy quảng cáo là bạn ấy cũng nhắc nhở mình là coi như thế là cũng tạm dừng clip ở đây được rồi đúng không ạ? Thôi thế cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình nhá, chào thân ái, merci.